Sau vài tuần không cập nhật thì hôm nay chúng mình đã trở lại rồi đây. Video này là nội dung tập 101 đến 103. Lúc này có tổng cộng 11 người thành công vượt qua được khảo nghiệm của tộc trưởng Phệ Kim Thử Tộc để tranh suất tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Chỉ có 8 suất dành cho các thiên tài, mà nơi này lại có tới 9 người. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức bị nhắm đến. Một tên thanh niên nào đó tiến lại mỉa mai và định trêu đùa nàng ta. Thực lực Nạp Lan Yên Nhiên yếu nhất ở đây, biết điều thì tự chủ động rời đi. Nàng ta gạt tay gã rồi thách thức, mình là được Tiêu Viêm dẫn đến đây. Chỉ có hắn mới có đủ tư cách yêu cầu rời khỏi đây, còn gã ta thì không. Tên thanh niên này vừa định dùng đến vũ lực thì Tiêu Viêm đã bay đến tặng cho một đấm bay vào vách núi, thế là mất đi tư cách tham gia. Như vậy, danh ngạch cũng vừa đủ. Phượng Thanh Nhi và Vương Trần cực kỳ bất mãn với Tiêu Viêm nên liên tục khiêu khích. Sau một trận đấu võ mồm thì Thiên Sơn Huyết Đàm cũng đến giờ mở ra. Mọi người đồng loạt tranh nhau tiến vào, giống như chậm một bước thì sẽ bị chiếm chỗ tốt vậy. Tiêu Viêm cực kỳ thong dong, có nhắc nhở Nạp Lan Yên Nhiên đừng tiến vào sâu bên trong để tránh bị hòa độc xâm nhập. Tu luyện xong thì cứ việc ra ngoài trước, không cần ở lại chờ hắn đâu. Dưới đáy Thiên Sơn Huyết Đàm tỏa ra luồng năng lượng màu vàng. Hấp thù cỗ năng lượng này có thể giúp thoát thai hoàn cốt và gia tăng thực lực, cho nên ai cũng muốn tranh đoạt. Phượng Thanh Nhi định chiếm lấy toàn bộ nhưng Mộ Thành Loan đã lao tới cướp đoạt. Những nơi khác cũng tranh giành kịch liệt. Cứ tiếp tục như vậy, năng lượng ở chỗ này sẽ bị phân chia hết. Nạp Lan Yên Nhiên có thực lực yếu nhất nên rất khó để tranh giành. Tiêu Viêm thì mặc kệ bọn họ, hắn không quan tâm đến những năng lượng ở đây. Điều hắn cần phải làm là đi xuống dưới đáy huyết đàm. Bên dưới đáy có một vách ngăn. Hắn đưa món đồ của tộc trưởng Phệ Kim Thử Tộc vào trong kết giới khiến kết giới biến mất. Cỗ năng lượng khổng lồ bạo phát ra ngoài, đi cùng năng lượng là hòa độc cực kỳ ghê gớm. Số lượng quá nhiều, không thể tránh được nên hắn chỉ còn cách dùng ra dị hỏa che chắn. Hắn đi xuống giữa trung tâm rồi bắt đầu ngồi thiền hấp thu. Điều bất ngờ là năng lượng này cũng có hiệu quả gia tăng sức mạnh linh hồn. Điều đáng tiếc là năng lượng lại di chuyển linh động, chỉ ngồi một chỗ hấp thu thì hiệu suất quá chậm. Thế là hắn nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, hắn tạo ra một cái phân thân rồi cùng với phân thân chạy vòng quanh xung quanh. Tốc độ di chuyển quá nhanh, tạo ra quán tính khủng khiếp và hình thành một cái lốc xoáy hút hết năng lượng vào một chỗ. Động tĩnh gây ra quá lớn, lập tức thu hút những người khác. Hành động của hắn có thể nói là giành đi gần hết năng lượng. Đây là đang định ăn một hơi hết bát phở, không định để cho người khác khúc một chén canh mà. Không cam chịu để cho hắn lấy đi toàn bộ năng lượng, Phượng Thanh Nhi lập tức muốn ngăn cản. Cô ta ngưng tụ ra một cái phân thân rồi lao xuống định cướp đoạt. Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt lao xuống, càng xuống dưới thì hòa độc càng mạnh. Hành động của hắn cũng khiến hòa độc bạo phát dữ dội gấp chục lần, tất cả người tiến vào trong phải nhảy ngược lại lên bờ. Sau 90 ngày dòng dã hấp thu thì hắn cũng có dấu hiệu đột phá bình cảnh. Năng lượng từ bên ngoài liên tục bị hút vào huyết đàm, rồi lại bạo phát lên bầu trời thành một cột sáng chói mắt. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, quá trình tu luyện đã thành công mỹ mãn. Tiêu Viêm chính thức bước lên hàng ngũ cường giả đấu tông. Tinh thần lực của hắn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, Dực Lão đã để lại một ấn ký. Tinh thần lực của hắn có thể thông qua ấn ký để tìm đến nơi Dực Lão đang bị giam cầm. Hai thầy trò còn chưa kịp trò chuyện được bao lâu thì cường giả cổ hồn điện đã xuất hiện. Lão ta tung trưởng đánh ra một bàn tay khổng lồ. Tiêu Viêm dùng dị hỏa ngăn cản nhưng vẫn không địch lại được. Tinh thần lực của hắn bị phá hủy rồi lại ngưng tụ lại lần nữa. Dù đã đột phá thì cảnh giới hai bên chênh lệch quá nhiều, cuối cùng vẫn không làm gì được. Sau khi thu hồi tinh thần lực, chuyện kế tiếp hắn cần phải làm là giải độc cho tộc trưởng. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, vì thời gian hắn bế quan đột phá quá lâu, Nạp Lan Yên Nhiên không thể chờ thêm được nữa nên đã rời đi trước. Tiêu Viêm tranh thủ hỏi thăm về cổ tộc. Cổ tộc là tồn tại cực kỳ lớn mạnh, ngay cả đàn tháp và hồn điện cũng phải kiêng kỵ. Bọn họ là dòng họ đã truyền thừa từ viễn cổ đến nay, thứ mà họ được truyền thừa chính là huyết mạch của đấu đế. Nếu có thể đạt tới cảnh giới đấu đế thì đời sau cũng sẽ được hưởng thiên phú tu luyện. Gia tộc nhờ đó mà lớn mạnh không ngừng. Cổ tộc đều tập trung ở cổ giới, mà cổ giới ở đâu thì không biết. Cường giả đấu thánh có thể xé mở không gian. Cổ giới là do cường giả đấu thánh của cổ tộc dựng nên. Trải qua vô số năm tháng gia cố và mở rộng thì diện tích đã quá rộng lớn. Sau khi chữa giải xong độc trên người Kim Thạch, Tiêu Viêm cũng rời đi.
hắn háo hức muốn sử dụng năng lực của đấu tông. Thay vì đi đứng yên di chuyển chấp nhoáng, thì hắn lại chọn cách chạy bộ trên không trung. Vừa vặn thời gian bắt đầu đại hội cũng sắp đến, hắn không tiện lộ mặt nên mặc lên người bộ y phục đen trùm kín đầu, đeo mặt nạ rồi cùng với đoàn người tiến vào. Đại hội này là cuộc thi tranh tài, nhưng ai đỡ được năm chiêu của trưởng lão mới có tư cách tiến vào dự thi. Nếu chỉ đến đây để cổ vũ thì có thể đi đường khác. Tiêu Viêm không muốn gây chú ý nên chọn cách leo núi cùng mọi người. Không chỉ riêng hắn mà rất nhiều người đến đây cũng đeo mặt nạ để che giấu thân phận. Ngay sau đó, cường giả đấu tôn của phòng lùi có cũng xuất hiện. Lão già này chính là Lôi Tôn giả. Người kế tiếp đi tới là Kiếm Tôn giả, sau đó là Hoàng Tuyền Tôn giả, cuối cùng đến Phong Tôn giả. Cùng là cường giả cùng thế hệ, nhưng dáng vẻ của Phong Tôn giả lại hoàn toàn khác biệt, giống như chỉ mới 30 tuổi, khí chất ôn hòa. Lôi Tôn giả tuyên bố, năm nay tổng cộng có 53 người được dự thi, quy củ vẫn giữ như cũ. Người dự thi sẽ phải dừng tay nếu như đối thủ nhận thua. Nếu không nhận thua thì quyền cước sẽ không có mắt, sống chết của người thi đấu sẽ bị mặc kệ. 53 người dự thi nhanh chóng nhảy xuống sân, đội hình khá hỗn loạn, xung quanh khắp nơi đều là kẻ địch. Sau lời tuyên bố bắt đầu, tất cả đều lao vào nhau quần chiến. Người thì may mắn chiến đấu một với một, người xui xẻo thì phải lấy thân một mình đấu với hai, thậm chí ba người. Sau một trận hỗn chiến, một vài người nhận ra cứ tiếp tục như thế này không phải là cách. Số lượng người chiến đấu quá đông, ngay cả chạy trốn cũng là vấn đề. Người của Hoàng Tuyền Các cùng nhau vây công Phượng Thành Nhi, nhưng thực lực của cô gái này lại quá mạnh. Dù lấy một địch nhiều thì cũng chỉ cần vài chiêu là đánh bại được kẻ địch. Tiêu Viêm ngồi xem trận đấu cũng phải cảm thán, thiên tài ở Trung Châu quá nhiều, đấu hoàng trẻ tuổi xuất hiện còn đông hơn ngoài chợ. Điều bất ngờ là Lâm Diễm cũng có mặt ở đây, thực lực cũng đã đột phá đến đấu hoàng. Lâm Diễm nhanh chóng bị nhắm đến, kết quả là bị Vương Trần đánh trọng thương. Dù đã lên tiếng nhận thua thì Vương Trần vẫn không chịu dừng tay, cuối cùng vẫn phải để cho Tiêu Viêm ra sân giải cứu. Hành động tự ý xông đến sân lập tức bị chất vấn. Tiêu Viêm hoàn toàn không nhượng bộ, còn mỉa mai người của Hoàng Tuyền Các là bọn chúng làm trái với quy tắc trước. Hành động này trực tiếp giúp hắn kết thù với Hoàng Tuyền Các. Theo quy củ thì người tự ý xông vào đại hội sẽ bị một trận đòn rồi bị đuổi xuống núi. Một vị tôn giả thì cách xử lý như vậy không thỏa đáng, chỉ phạt một bên là đang bất công. Tuy nhiên Hoàng Tuyền Tôn giả vẫn bênh vực đệ tử, không muốn để cho vụ này chìm xuống, nên lão ta không đồng ý để Tiêu Viêm cứ như vậy đưa người ra khỏi sân. Thay vào đó, lão sẽ cho hắn một cơ hội so tài với Vương Trần. Cách duy nhất mà Tiêu Viêm có thể làm là ứng chiến. Vương Trần đã tiến vào cảnh giới nửa bước đấu tông. Hoàng Tuyền Tôn giả cực kỳ tự tin vào đệ tử của mình. Trước khi giao chiến, Vương Trần vẫn không quên làm một cái thủ tục, đó là nói ra những lời khuyên vô dụng. Như bây giờ nhận thua dập đầu ba cái thì sẽ cho hắn cút xuống sân. Rồi là sẽ để cho hắn phải hối hận vì đắc tội Hoàng Tuyền Các. Nói mạnh mồm bao nhiêu thì đến lúc giao chiến lại vô dụng bấy nhiêu. Khá liên tục tung ra đấu kỹ nhưng chẳng thể nào chạm được đến người Tiêu Viêm. Một bên là nửa bước đấu tông, bên còn lại đã là đấu tông hàng thật, giá thật. Sau khi biết được thực lực của hắn thì những người khác lập tức được một phen bất ngờ. Vương Trần phóng ra hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm định biến Tiêu Viêm thành con nhím, nhưng đều bị đấu kỹ của hắn ngăn cản. Hắn đánh ra một luồng kình lực đẩy lui Vương Trần. Dù biết đối thủ mình phải đối mặt mạnh hơn thì Vương Trần vẫn rất tự tin, khá tin rằng đấu kỹ của mình sẽ xóa bỏ được khoảng cách chênh lệch về thực lực. Gã ngưng tụ sức mạnh thành một bàn tay khổng lồ giáng về phía Tiêu Viêm. Chiêu thức này quá chí mạng, Tiêu Viêm buộc phải dùng dị hỏa ngăn cản rồi đốt cho đấu khí của hắn thành tro. Vương Trần cũng bị đốt cho suýt biến thành món thịt nướng. Tuy giành được chiến thắng nhưng mà thân phận của hắn đã bị bại lộ, bị phong lùi các truy nã gắt gao mà vẫn dám đến. Hành động này được coi là quá ngông cuồng. Đối với phong lùi các thì đây là một đả kích lớn, rõ ràng là hắn đang không coi bọn họ ra gì mà. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, cường giả phong lùi các nhanh chóng lập đội hình bao vây. Phí Thiên lao xuống sân, định tóm gọn Tiêu Viêm, nhưng mà thực lực Tiêu Viêm này đã khác xưa, muốn bắt hắn không còn dễ dàng như ngày xưa nữa rồi. Lôi Tôn giả vừa định ra tay thì Tiêu Viêm đã dùng chiêu khích tướng Lôi Tôn giả. Cường giả đấu tôn cũng có uy nghiêm riêng, việc tự mình động thủ với hậu bối sẽ khiến uy nghiêm bị tổn hại, nên Lôi Tôn giả không thể ra tay.
thực lực của Phí Thiên đã chạm đến đấu tông bát tình. Tiêu Viêm thì vừa mới đột phá cách đây vài ngày, đổi lại thì người khác có lẽ đã bị đánh bại chỉ trong vài chiều. Còn Tiêu Viêm thì lại có thể sau đấu vài trăm hiệp mới rơi xuống thế yếu. Trước khi bị Phí Thiên đè đầu thì Phong Tôn Giả đã lao ra sân ngăn cản. Nguyên nhân ông làm chuyện đó là vì đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm. Sau khi đã xác nhận thân phận Tiêu Viêm chính là đệ tử của Dược Lão, Phong Tôn Giả lập tức coi hắn như đệ tử của mình, muốn bảo vệ hắn đến cùng. Phía Lôi Tôn Giả cũng không muốn nhượng bộ. Phong Tôn Giả cũng vậy, ông có lên tiếng khiêu khích. Nếu Phong Lôi Các khăng khăng muốn lấy mạng của Tiêu Viêm thì hôm nay hai các sẽ khai chiến. Tình vẫn các của ông sẽ phụng bồi tới cùng. Lôi Tôn Giả không muốn khai chiến. Vậy nhưng bí mật chấn phái bị Tiêu Viêm biết được, lão ta kiên quyết không bỏ qua. Lão yêu cầu Tiêu Viêm phải đấu một trận với Phí Thiên. Cảnh giới hai bên đã chênh lệch nhau quá nhiều. Thế là hai bên lại chiếu tướng nhau, không ai nhân nhượng ai. Đúng vào lúc tưởng như sắp nổ ra đại chiến thì Phượng Thanh Nhi lên tiếng. Cô ta muốn thay mặt Phí Thiên đấu một trận với Tiêu Viêm. Hắn mà thua thì sau này sẽ không được sử dụng Tam Thiên Lôi Động nữa. Còn chiến thắng thì mọi chuyện được xóa bỏ. Cảnh giới hai người ngang nhau, đây là trận đấu công bằng. Phong Tôn Giả và Lôi Tôn Giả đành phải để cho hai người làm một trận quyết chiến. Phượng Thanh Nhi là người tấn công phủ đầu, cô nàng sử dụng pháp bảo là tấm lụa tấn công liên tục. Tiêu Viêm dùng tốc độ sấm sét tránh né, một bên tấn công tầm xa, bên còn lại thì linh hoạt di chuyển. Tưởng đâu cô nàng này sẽ yếu về mặt phòng thủ nên Tiêu Viêm định áp sát tấn công. Tiếc rằng món vũ khí của Phượng Thanh Nhi lại thu phóng quá linh hoạt. Dùng chiêu bình thường khó phân thắng bại, Phượng Thanh Nhi phải sử dụng đấu kỹ phóng ra vài trăm luồng công kích. Công kích liên miên không dứt ép cho Tiêu Viêm ngộp thở. Kế tiếp là tung ra một chiêu sát thủ nữa, định lấy mạng hắn. Cô bắn ra một luồng sấm sét, sức mạnh khủng khiếp giáng xuống người Tiêu Viêm. Chiêu thức này chính là đấu kỹ mạnh nhất của Phong Lôi Các. Trước khi có kết quả thì tập phim đã khép lại.